Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nằm sâu trong khối không khí lạnh, lúc này nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh vùng núi đều thấp dưới 10 độ. Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 10 đến 12 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ không tăng cường xuống nước ta nữa. Cả miền Bắc được dự báo sẽ có quá trình giảm mưa, nhưng trời vẫn còn rét. Nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng dần, nhưng hầu hết cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng 17 độ. Ở vùng núi, nhiệt độ thấp hơn chỉ dao động từ 12 đến 15 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo thì hôm nay sẽ vẫn là một ngày rét đậm nữa ở Bắc Bộ, riêng vùng núi cao vẫn ở ngưỡng rét hại. Không có được trạng thái tạnh giáo như các tỉnh miền Bắc, trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống miền Trung kết hợp với địa hình chắn gió nơi đây. Vì thế, miền Trung vẫn có mưa diện rộng. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên sẽ là những vùng có mưa vừa, thậm chí là mưa to, với lượng mưa lên tới 20-40mm. Vừa mất nhiệt do mưa, vừa mất nhiệt do không khí lạnh nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung tiếp tục duy trì ngưỡng thấp. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mức nhiệt là từ 15 cho đến 17 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi duy trì mức nhiệt 22 đến 24 độ. Và đối với các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận mức nhiệt nhỉnh hơn, dao động từ 25 đến 27 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán xuống cả các tỉnh Tây Nguyên. Dự báo trong ngày hôm nay, Tây Nguyên sẽ chuyển nhiều mây hơn, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm còn 24 đến 26 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, thời tiết ít thay đổi, trời không mưa, có nắng và nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay, vùng gió mạnh vẫn tiếp tục duy trì trên vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, với cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, với sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Với khu vực phía nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.